Avezac. Hàng nghìn bài giảng miễn phí liên tục cập nhật và đổi mới. Vào thư viện Nam, tải ngay Avezac. Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 8. Ở bài học hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về sự nổi rồi đúng không nào? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau sang bài mới. Các bạn quan sát cho cô ở hai hình ảnh này là câu hỏi mà ở bài giảng trước cô đã đặt ra cho các bạn đúng không nào? Trong các trường hợp này thì trường hợp nào đã thực hiện công cơ học? Và để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta cùng vào bài mới ngày hôm nay nhé. Đó chính là bài 13, công cơ học. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu khi nào thì có công cơ học. Các bạn cùng quan sát cho cô hình 13.1 và hình 13.2. Các bạn nhìn hình 13.1 này, các bạn thấy là con bò của chúng ta đang kéo chiếc xe này và làm cho nó chuyển động đúng không nào? Còn ở hình 13.2 thì các bạn nhìn thấy là một người lực sĩ nâng cử tạ này đang giơ cao, giữ cho cái quả tạ này ở trên cao đúng không nào? Và các bạn thấy được rằng là quả tạ của chúng ta không xê dịch, không di chuyển gì hết mà nó vẫn cứ đứng yên ở trên cao như thế này thôi đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xét lực, các lực tác dụng ở trong hai trường hợp này nhá. Ở trong trường hợp con bò này nào, thì con bò này đã tác dụng vào chiếc xe này một lực có phương nằm ngang và chiều là từ trái sang phải. Và chúng ta thấy được rằng là cái chiếc xe này cũng di chuyển theo phương nằm ngang và từ trái sang phải, và nó sẽ dịch chuyển được một quãng đường đúng không nào? Và ở trong trường hợp này thì người ta nói rằng là lực kéo của con bò đã thực hiện công. Còn các bạn cùng quan sát cho cô này, ở hình 13.2 thì lực sĩ này có tác dụng lên quả nặng của chúng ta, quả tạ của chúng ta một lực không? Có tác dụng lực đúng không nào? Nhưng lực của người này tác dụng lên quả tạ này chỉ giữ cho quả tạ này đứng yên mà không di chuyển được quãng đường nào cả. Và người ta nói rằng lực sĩ này không thực hiện công. À, như vậy là các bạn cùng so sánh lại cho cô này. Khi mà có lực tác dụng vào vật và làm cho vật di chuyển thì người ta mới nói lực đó sinh công hay lực đó thực hiện được công. Còn ở hình 13.2 này thì lực sĩ này có tác dụng lực lên quả tạ này, nhưng quả tạ này không di chuyển mà chỉ đứng yên thôi. Và người ta nói rằng lực này không thực hiện công. Và như vậy thì từ đây các bạn hãy rút ra cho cô câu nhận xét. Từ các trường hợp quan sát ở trên thì các em cho biết khi nào thì có công cơ học. À, để có được công cơ học thì khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển rời. Và như vậy là các bạn có được cho cô câu nhận xét ở câu C1 nhá. Và câu C2 nào, hãy tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận sau. Chỉ có công cơ học khi có tác dụng vào vật và làm cho vật. À, khi có gì tác dụng vào vật đây các bạn? Khi có lực tác dụng vào vật đúng không nào? Và làm cho vật làm sao ạ? Làm cho vật chuyển rời thì khi đó mới có công cơ học nhá các bạn nhá. Và chúng ta thấy là chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển rời. Và chúng ta có công cơ học là công của lực. Khi mà một vật tác dụng lực và lực này sinh công thì có thể coi công đó chính là công của vật. À, khi mà một vật ý, nó tác dụng một lực vào một vật khác và cái lực nó tác dụng đấy nó làm cho thực hiện công hay gọi là sinh công thì đấy chính là công của vật. Và từ bây giờ chúng ta sẽ gọi công cơ học gọi tắt là công nha các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta cùng nhau vận dụng kiến thức này để trả lời cho cô các câu hỏi. Câu hỏi C3 trước nào. Trong những trường hợp dưới đây, trường hợp nào có công cơ học? A là người thợ mỏ đang đẩy cho xe gòn chở than chuyển động. À, các bạn xét cho cô xem trường hợp này có lực tác dụng vào vật hay không và có làm cho vật chuyển động hay không. Nếu như làm cho vật, nếu như có đủ cả hai yếu tố đấy thì chúng ta sẽ nói rằng trường hợp này có công cơ học. Vậy các bạn nhìn này, người ta
đẩy, đúng không nào? Vậy thì đẩy ở đây chính là tác dụng lực. Chúng ta có tác dụng đẩy kéo vật này lên vật khác là lực, đúng không nào? Vậy thì ở đây người ta đang đẩy cho xe, vậy tức là người ta đã tác dụng một lực vào xe rồi. Và gì? Xe chuyển động, đúng không nào? Vậy thì ở đây có lực tác dụng vào vật và có làm cho vật chuyển động. Như vậy là chúng ta có thể kết luận trong trường hợp này là có công cơ học. Chúng ta cùng sang trường hợp tiếp theo nào. Một học sinh đang ngồi học bài. À, chúng ta thấy được rằng là có lực tác dụng ở trong trường hợp này không ạ? Và có vật nào chuyển rời ở trong trường hợp này không? À, tất cả là đều không có, đúng không nào? Vậy thì chúng ta có thể kết luận là không có công cơ học ở trong trường hợp này. Và ở ngoài đời thì chúng ta vẫn thường nói là gì? Công sức, đúng không ạ? Công sức bỏ ra để học hành, nhưng mà nó lại không phải là công cơ học ở trong vật lý. Rồi chúng ta sẽ cùng sang trường hợp tiếp theo. Máy xúc đất đang làm việc. À, máy xúc đất đang làm việc thì chứng tỏ là máy xúc này phải tác dụng một lực vào một mảnh đất, đúng không ạ? Vào một miếng đất. Và khi mà nó làm việc thì nó sẽ chuyển rời miếng đất này, khối đất này sang khối đất khác, đúng không? Sang một nơi khác. Như vậy là có sự chuyển rời ở đây và có sự tác dụng lực ở đây. Vậy thì chúng ta thấy máy xúc đất đang làm việc là trường hợp có công cơ học. Chúng ta cùng xét trường hợp tiếp theo nào. Người lực sĩ đang nâng quả tạ từ thấp lên cao. Liệu các bạn nói xem là ở trong trường hợp này thì có công cơ học hay là không có đây ạ? À, ở trường hợp đầu tiên thì mà chúng ta xét ở đầu bài ấy, là gì? Người lực sĩ cứ giữ mãi cái quả tạ ở trên đầu, đúng không nào? Không cho nó di chuyển. Thì trường hợp đấy chúng ta nói là không sinh công, lực không sinh công. Nhưng trong trường hợp này gì ạ? Là quả tạ được nâng từ thấp lên cao, có lực tác dụng vào quả tạ, đúng không nào? Vào quả tạ có di chuyển. Vậy thì ở đây lực đã tác dụng vào vật và làm vật di chuyển. Và trường hợp này có công cơ học nhá các bạn nhá. Chúng ta sẽ cùng xét sang câu C4 nào. Trong các trường hợp dưới đây, lực nào thực hiện công cơ học? À, bây giờ người ta hỏi lực thực hiện công cơ học cơ. Vậy thì các bạn hãy chú ý cho cô nhá. Đầu tàu hỏa đang kéo các toa tàu chuyển động. À, như vậy là ở đây chắc chắn là có công cơ học rồi. Nhưng lực nào đã thực hiện công ạ? À, các bạn nhìn thấy từ kéo, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ có là lực kéo của đầu tàu thực hiện lên, thực hiện công. Tiếp theo nào. Ý B là quả bưởi rơi từ trên cây xuống. À, các bạn thấy quả bưởi rơi, đúng không nào? Vậy quả bưởi rơi là do lực nào tác dụng đây ạ? À? Mọi vật trên trái đất đều chịu tác dụng của trọng lực, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ có trọng lực thực hiện công. Đấy, các bạn thấy trọng lực tác dụng lên quả bưởi này và làm cho nó rơi xuống. Trường hợp C nào? Người công nhân kéo vật nặng lên cao. Các bạn thấy được rằng là người công nhân này muốn kéo được vật nặng này lên cao thì tức là người ta đã phải tác dụng một lực, đúng không nào? Và ở đây người ta đã tác dụng lực vào cái dòng dọc, vào sợi dây này để kéo được vật này lên. Như vậy là lực thực hiện công ở đây chính là gì ạ? Lực kéo của người công nhân đã thực hiện công, đúng không nào? Rồi, như vậy là chúng ta đã biết được trường hợp nào là trường hợp thực hiện công cơ học và trường hợp nào là không thực hiện công cơ học rồi. Và chỉ có công cơ học khi mà có lực tác dụng vào vật và làm cho vật chuyển rời. Và như vậy là chúng ta thấy được rằng công cơ học của chúng ta phụ thuộc vào mấy yếu tố đây? Phụ thuộc vào hai yếu tố, đúng không nào? Thứ nhất đó chính là phụ thuộc vào độ lớn của lực. Thứ hai là phụ thuộc vào quãng đường đi. Vậy thì công thức tính công được tính bằng công thức nào thì chúng ta sẽ cùng sang phần 2 la mã cho cô. Công thức tính công. Và chúng ta cùng vào phần 1 nhỏ là công thức tính công cơ học. Các bạn cùng quan sát này. Bây giờ cô sẽ xét một vật. Một chiếc xe ô tô này đang ở tại vị trí A. Và cô tác dụng một lực vào chiếc xe này, làm cho chiếc xe này chuyển động. Nó sẽ đi được một quãng đường, đó chính là đi được quãng đường AB. À, như vậy là chúng ta thấy được rằng là lực của chúng ta tác dụng vào chiếc xe này và làm cho nó chuyển động được một quãng đường. Và chúng ta có công thức tính công cơ học, đó chính là A bằng F nhân S. Trong đó A là công của lực F
Và F là lực tác dụng vào vật có đơn vị là Newton. S là quãng đường vật dịch chuyển được có đơn vị là mét. Và chúng ta có đơn vị công là Joule, được ký hiệu là chữ J viết in hoa. Và như vậy là chúng ta có gì ạ? 1 Joule bằng 1 Newton nhân mét. Và 1 kilojoule thì bằng 1.000 Joule. Sở dĩ đơn vị của công có đơn vị là Joule bởi vì là được nhà bác học tên là Joule đã thống nhất giữa đơn vị của năng lượng và đơn vị của công. Và từ đó thì người ta lấy đơn vị công là tên theo nhà bác học Joule. Và bây giờ các bạn cùng chú ý cho cô hai trường hợp sau đây. Cô có một quả bưởi rơi. Quả bưởi này rơi là do chịu tác dụng của trọng lực. Và các bạn thấy được rằng là trọng lực của chúng ta có phương thẳng đứng, chiều là từ trên xuống dưới, đúng không nào? Và chúng ta thấy quả bưởi rơi đúng theo hướng của trọng lực. Bây giờ chúng ta sẽ xét cho cô trường hợp tiếp theo nào. Cô có một chiếc xe ô tô đang nằm yên ở trên mặt đường. Và chắc chắn rằng chiếc xe ô tô này chịu tác dụng của trọng lực, đúng không nào? Thế nhưng mà nếu như nó chỉ chịu tác dụng của trọng lực thôi, và sau nhiều thời gian thì chiếc ô tô này của chúng ta sẽ vẫn mãi đứng yên ở một vị trí này, đúng không nào? Và như vậy là trọng lực ở đây có sinh công không các bạn? À, trọng lực ở đây không sinh công vì nó tác dụng vào vật nhưng mà không làm cho vật di chuyển. Nếu như bây giờ cô tác dụng một lực ép này theo phương nằm ngang và theo chiều từ trái sang phải thì chúng ta thấy được rằng là chiếc xe ô tô của chúng ta chuyển động. À, chiếc xe ô tô của chúng ta chuyển động. Mà khi mà nó chuyển động thì chắc chắn rằng vẫn có trọng lực tác dụng vào chiếc xe này, đúng không nào? Và khi mà nó chuyển động thì trọng lực của chúng ta ở đây vẫn không sinh công. Mà lực sinh công ở đây chính là gì ạ? Ép kéo, đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là vật di chuyển theo hướng của lực ép kéo. Và như vậy thì các bạn nhìn thấy tiếp cho cô là phương của trọng lực này vuông góc với phương chuyển động của vật, đúng không ạ? Vậy thì từ đây chúng ta có chú ý đó chính là nếu vật chuyển rời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng không. Đấy, giống như ở trong trường hợp này của chúng ta này, trọng lực ở đây có phương vuông góc với phương chuyển động thì công của trọng lực ở đây là bằng không. Nhưng mà các bạn quan sát ở cái quả bưởi rơi này, nghe từ ban đầu cô đã nói là trọng lực tác dụng vào vật này và làm cho vật rơi theo hướng của trọng lực tác dụng. Vậy thì trọng lực ở đây có sinh công, nhưng trọng lực ở trong trường hợp này không sinh công. Vậy thì các bạn chú ý cho cô nhé, là nếu vật chuyển rời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng không. Và chú ý tiếp theo đó là nếu vật chuyển rời không theo phương của lực thì công được tính bằng một công thức khác và học ở lớp trên. Như vậy là ở trong chương trình vật lý lớp 8 này, chúng ta sẽ tính được công của lực khi mà vật di chuyển theo hướng mà lực tác dụng. Còn khi mà lực tác dụng có phương vuông góc với cái phương chuyển động của vật thì công của lực đó là bằng không. Rồi, như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về công thức tính công cơ học và khi nào có công cơ học rồi. Bây giờ các bạn hãy làm cho cô các bài tập ở trong phần vận dụng nhé. Câu C5 ở sách giáo khoa nào. Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực ép là bằng 5.000 Newton, làm toa xe đi được 1.000 mét. Hãy tính công của lực kéo của đầu tàu. À, để có thể tính được công của lực kéo thì chúng ta sẽ áp dụng công thức tính công, đúng không nào? Vậy thì trước khi áp dụng chúng ta hãy tóm tắt cho cô nhé. Khi chúng ta tóm tắt, chúng ta sẽ hiểu bài hơn và chúng ta sẽ biết được đề bài hỏi chúng ta cái gì và chúng ta sẽ đi trả lời đúng câu hỏi của đề bài. Nào, người ta cho chúng ta biết gì ạ? Lực kéo tác dụng vào đầu tàu đó chính là gì? 5.000 Newton. Và người ta cho chúng ta biết được là toa xe đi được là 1.000 mét. Vậy thì đó chính là F bằng 1.000 mét. Và ở đây người ta yêu cầu chúng ta là tính công của lực kéo của đầu tàu, đúng không nào? Vậy thì tính là tính công của lực ép. Rồi, như vậy là để có thể tính được công của lực ép thì chúng ta sẽ vận dụng công thức A bằng F nhân S. Vậy thì các bạn trả lời cho cô này.
công của lực kéo. Của đầu tàu. Là chúng ta có A bằng F nhân F. Và các bạn thay số vào cho cô. F bằng 5.000 nhân với quãng đường đi được là 1.000. Và chúng ta được 5 triệu. Đơn vị là gì đây các bạn? À, đơn vị chính là joule đúng không nào? Và để đỡ ghi dài như thế này thì các bạn có thể đổi ra kilojoule cho cô. Đó chính là bằng gì? Bằng 5.000 kilojoule. Được chưa nào? Rồi, như vậy là chúng ta đã tính xong được công của lực kéo đầu tàu rồi. Chúng ta hãy cùng sang bài tiếp theo cho cô nào. Bây giờ chúng ta cùng sang câu C6 nào. Một quả dừa có khối lượng là 2 kg, rơi từ trên cây và cách mặt đất là 6 m. Hãy tính công của trọng lực. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi biểu diễn nhé. Cô giả sử như đây là quả dừa đi. Đó, nó rơi xuống đúng không nào? Nó rơi xuống theo gì? Theo hướng của trọng lực. Hướng của trọng lực của chúng ta chính là phương. Phương thẳng đứng. Chiều từ trên xuống dưới. Và người ta cho là gì ạ? Rơi cách mặt đất. Từ trên cây, cách mặt đất 6 m. Như vậy là quãng đường mà quả bưởi này của chúng ta rơi đó chính là 6 m. Đây. Chúng ta có S bằng 6 m. Đây chính là mặt đất. Đấy, như vậy là chúng ta xác định được là trọng lực ở đây là lực đã thực hiện công đúng không nào? Vậy thì chúng ta hãy tóm tắt, sau đó thì chúng ta trả lời nhá. Người ta cho chúng ta gì ạ? Khối lượng của quả dừa là bằng 2 kg. Và người ta cho quãng đường là 6 m. Người ta yêu cầu tính công của trọng lực AP bằng bao nhiêu. Như vậy thì để có thể tính được công của trọng lực thì chúng ta cần phải biết trọng lượng của vật là bằng bao nhiêu đúng không nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đi tìm trọng lượng của vật trước. Là P bằng 10 m. Và chúng ta thay M bằng 2 vào thì chúng ta được 20 newton. Tiếp theo chúng ta tính công của trọng lực. Là chúng ta có AP bằng F nhân S đúng không nào? Mà F ở đây chính là trọng lượng của vật nhân với S. Và các bạn thay vào cho cô này. Thay 20 nhân với quãng đường là 6. Và chúng ta được 120 joule. À, như vậy là chúng ta đã tính được công của trọng lực là bằng 120 joule. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng sang câu hỏi tiếp theo nào. Câu C7. Tại sao không có công cơ học của trọng lực trong trường hợp hòm bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang? Bây giờ các bạn cùng quan sát cho cô. Đây chính là mặt sàn này. Bây giờ cô sẽ cho viên bi này chuyển động trên mặt sàn nằm ngang. À, các bạn thấy được rằng là nó chuyển động theo phương ngang đúng không nào? Còn trọng lực của chúng ta gì ạ? Lại là phương thẳng đứng đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ thấy phương của trọng lực của chúng ta vuông góc so với phương chuyển động của nó, của hòn bi. Và như vậy là nó nằm ở trong chú ý, phần chú ý mà ở phía trên cô đã nhắc cho các bạn rồi. Vậy thì các bạn trả lời cho cô đó chính là gì ạ? Vì hòm bi chuyển động trên mặt sàn nằm ngang mà trọng lực lại có phương thẳng đứng nên nó sẽ gì ạ? Vuông góc với phương chuyển động của vật nên không có công cơ học của trọng lực ở trong trường hợp này.
Như vậy là đây chính là một câu hỏi để các bạn khắc ghi lại cho cô cái chú ý là nếu như phương của lực mà vuông góc với phương chuyển động của vật thì công cơ học của lực đó là bằng không các bạn nhé. Và như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong bài công cơ học rồi. Và các bạn đã biết được rằng chỉ có công cơ học khi mà có lực tác dụng vào vật và khi vật chuyển động nữa. Và công cơ học thì được tính bằng công thức A bằng F nhân S và đơn vị của công là Joule. Và đó là kiến thức trọng tâm của bài học mà ngày hôm nay các bạn nhớ cho cô. Và cô xin hẹn gặp lại các bạn ở những bài giảng tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.